Nhiều anh em xây nhà mà không quan tâm đến cái hình thức của cái bộ cổng nó như thế nào Nhưng mà thực ra cái bộ cổng nó ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cả cái căn biệt thự Bởi vì là bất kỳ ai đến nhà chơi thì đầu tiên phải bước qua cái cổng đã Và đây là một cái bộ cổng dành cho ngôi biệt thự theo phong cách hiện đại Thì trông rất là đẹp, đơn giản nhưng mà sang trọng Bộ cổng này thì được làm bằng sắt và sơn tĩnh điện có hai màu chính là màu trắng và màu nâu. Kích thước bộ cổng là 3 mét và hai cánh. Anh em đánh giá cái bộ cổng này như thế nào? Bình luận ở bên phía dưới nhé.